Các bạn đang nghe truyện trường sinh bất tử trảm yêu trừ ma trên kênh TV Audio CV. Chương 917, thì thôi, ta không đi nữa. Trên thực tế, muốn hoàn toàn luyện hóa luân hồi kiếm quả, ít nhất cũng cần tới mấy năm mà với trạng thái hiện tại của Tô Hồng Tụ, e rằng nắm chặt chui kiếm cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn rồi. Rống. Nghe vậy, lũ yêu đồng thanh gầm lên, hung sát chi khí lại một lần nữa tăng vọt. Đối mặt với hành động to gan lớn mật này, Tô Hồng Tụ chậm rãi thu hồi ánh mắt, thiên địa trân bảo có thể tinh tế luyện hóa thì đương nhiên cũng có thể nuốt chửng. Với những gì nàng hiểu biết về luân hồi kiếm quả, thì cưỡng ép dung nạp nó để cho mình dùng, lại càng dễ dàng hơn bình thường, chỉ khác là hiệu quả sẽ kém hơn rất nhiều, trăm phần không còn được một. Nhưng miễn cưỡng cũng đủ dùng. Mái tóc khô héo của nàng đã có lại một chút sáng bóng, tựa như vừa được một bát cháo vào bụng, có thể giữ lại tính mạng như mành treo chung kia. Tô Hồng tụ vẫn giữ nguyên dáng vẻ già nua, nhưng dường như bên trong xương cốt lại có thêm một chút sức lực, rốt cuộc nàng cũng đứng dậy được, sau đó loạn choạng đi về phía rặng đá ngầm. Nhìn dáng đi kia, có cảm giác một cơn gió bay ngang qua cũng có thể thổi ngã nàng. Nàng có thể cử động. Trong nháy mắt khi Tô Hồng tụ cất bước đi tới, Lũ Yêu vừa mới sốc lên một chút dũng khí, bỗng nhiên lại có ý tưởng muốn đánh trống lui quân, theo bản năng vội vàng lui về phía sau. Khóa nàng lại cho ta. Cửu cửu của Long Tôn đột nhiên đứng dậy hét lớn. Vừa dứt lời, lũ yêu xung quanh đã vội vàng lấy huyền cơ tác ra, cánh tay run rẩy, đầu trùy sắc bén lóe lên tia sáng lạnh lẽo, phốc 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 xuyên qua thân thể Tô Hồng tụ. Lớp da thịt khô héo của bà lão kia quá mức cằn cỗi, ngay cả một giọt huyết châu cũng không chảy ra, có cảm giác thứ này chỉ là một bộ xác khô rỗng tuếch. Chính sợi dây thừng lớn gắt cao kéo chặt lấy nàng, Thẩm Nghi quét mắt nhìn Thúy Vân Tiều, chợt phát hiện hình như không có ai để ý tới mình. Hắn trầm mặt trong nháy mắt rồi thử tiến lên một bước. Phải biết rằng, đối với chuyện có liên quan đến cuộc chiến giữa nhóm Bạch Ngọc Kinh, ngay cả năng lực phán đoán thắng bại thẩm nghi cũng không có, mà hiện giờ thi thể Huyền Phượng cùng với yêu hồn đều đã tới tay, nếu có thể đi, hắn nên đi trước sẽ tốt hơn. Nhưng ngay trong nháy mắt khi hắn cất bước, Ô Vinh Bảo chợt liếc mắt nhìn qua, trong nháy mắt khí tức khủng bố thuộc về Bạch Ngọc Kinh đã bao phủ lấy bộ áo đen kia. Một khi chúng nó đã hiện thân, cũng có nghĩa là ngoại trừ thủy tộc trong vùng thủy vực xung quanh này, tuyệt đối không thể tồn tại bất kỳ một người sống nào. Chỉ có điều, so với một tu sĩ phản hư thực lực cường hãn thì Tô Hồng tụ vẫn quan trọng hơn. Phù. Thẩm Nghi đưa mắt nhìn đối phương, đến đây, hắn đã đại khái hiểu được ý tứ của đám thủy tộc kia rồi. Đây là không cho hắn rời đi đó. Thì thôi, ta không đi nữa. Hắn tùy ý đặt bàn tay lên tấm trận bàn bên hông, đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho bất cứ tình huống nào có thể xảy ra rồi. Vị tu sĩ Bạch Ngọc Kinh Nhan Hiền Thanh này có thể không mời thì tốt nhất là không mời. Dù sao đối phương chém yêu ma cũng không được tính thọ nguyên, hơn nữa với nội tình của Nam Dương Tông, mạo hiểm đi thay Thiên Kiếm Tông giải quyết phiền phức, nghĩ như thế nào cũng thấy có chút ngu xuẩn. Lỡ như Nhan Hiền Thanh chết ở chỗ này, Thiên Kiếm Tông bên kia sẽ không bồi thường cho hắn một tu sĩ Bạch Ngọc Kinh. Điều hiện giờ hắn cần chú ý chính là rốt cuộc vị đạo tử Thiên Kiếm Tông này có mấy phần thực lực. Và thật hiển nhiên không chỉ một mình thẩm nghi muốn biết vấn đề này. Con nhục dực tàm trùng kia đang nhìn chầm chầm vào bóng người già nua phía dưới, bỗng nhiên lại mở ra cái miệng to như chậu máu, ầm ầm phun ra một cục nước khổng lồ, màu đen kịch, với kích cỡ năm người ôm mới hết, như mũi tên rời cung, trực tiếp bao phủ cả rặng đá ngầm, sóng nước màu đen kịch kia bốc lên mùi vị tanh tưởi, nơi nó đi qua tất cả linh khí đều tan chảy. Cảnh tượng này thực sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng nổi, nếu bị nó bắn trúng không biết thân thể huyết nhục này có bị hòa tan hay không bị chính sợi huyền cơ tác kiềm chế tô hồng tụ không thể tránh né nhưng dường như bản thân nàng cũng không có ý tránh né cũng giống như lúc vừa rồi bị trùy đầu của huyền cơ tác phá vỡ thân thể vậy có cảm giác nàng đang tính toán chi li mỗi một phần khí lực của mình và chỉ muốn dùng nó trên sát phạt ống tay áo rách tung bay tô hồng tụ giơ bàn tay lên năm ngón tay hướng về phía màn trời từ từ nắm lại trong phút chốc đột nhiên có một đạo cầu vồng hiện ra trên mi tâm của nàng nó nối liền với đám mây trên kia đạo cầu vồng này có bảy phần màu tím ba phần màu xanh như được sương mù hội tụ mà thành cực kỳ tương xứng với bốn chữ tiên khí phiêu phiêu tựa như vừa lập tức vén mây thấy được mặt trời từng mảng mây đen tách ra hư ảnh một tòa thành cao đài vàng vô cùng hùng vĩ xuất hiện trên cửa thành có treo một tấm biển loáng thoáng có thể nhìn ra hai chữ to như kim câu thiết tuyến Long Hán Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, Thập Nhị Lâu Ngũ Thành Đây là Long Hán Đại Thành Dưới ánh sáng của tòa thành cao đài vàng kia chiếu rọi, bỗng nhiên cột nước vỡ nát bắn ra Gần như ngay sau đó, cánh cửa thành được nạm đinh tô đỏ kia hơi mở ra để cho người ta không nghiện được mà muốn kiển chân lên dò mó cảnh thực bên trong một chút nhưng lại có cảm giác luồng tử quan tràn ra từ bên trong khe cửa kia hoàn toàn có thể chọc mù đôi mắt vạn vật Phạm Nhân, sao dám nhìn trộm tiên cảnh đây là hành vi vượt ngoài quy củ đợi cho đến lúc tử mang tán đi long hán đại thành mới một lần nữa biến mất trong mây mù biến hóa duy nhất chính là trong lòng bàn tay tô hồng tụ vừa có thêm một thanh trường kiếm với đặc tính tựa như dương chi bạch ngọc nói nó là kiếm thật ra lại có chút miễn cưỡng bởi vì nó vốn không có mũi nhọn ngược lại còn để lộ ra vẻ ôn hòa trơn bóng chỉ vẻn vẹn là thanh kim loại hình kiếm dài ba thước mà thôi đã rơi vào loại trạng thái này rồi còn có thể mở cửa long hán thành lấy ra đạo binh hiển nhiên cử cử của Long Tôn không ngờ tình huống này lại phát sinh. Bởi vì toàn bộ Nam Hồng này đều biết, vào thời khắc suy yếu nhất của quá trình luân hồi, môn công pháp mà đạo tử Thiên Kiếm Tông tu luyện sẽ biến thân thể đối phương thành dạng tồn tại như cây khô, thần hồn cũng muốn tán loạn. Tin tức này, lại là giả, cùng tiến lên. Nó điên cuồng gào thét, sau đó lập tức gian rộng hai cánh, cái đầu khổng lồ ấy dứt khoát đập thẳng về phía bóng dáng kia, thật ra bên trong đám yêu ma này vốn không có loại thuyết pháp về cảnh giới như nhân tộc cái gọi là có thể sánh ngang với bạch ngọc kinh cũng chỉ tượng trưng cho yêu thể và thần thông của chúng đều được gia tăng lên một cấp độ dọa người từ đó dùng thực lực để chứng minh bản thân thôi được ô vinh bảo lên tiếng đúng vào lúc này nó lại trông thấy tô hồng tụ tùy ý liếc mình một cái kết quả là không biết làm sao thân thể lại đột nhiên chậm hơn một bước ngay sau đó thanh trường kiếm bạch ngọc này lập tức vung từ dưới lên bàn tay tô hồng tụ có phần vô lực hoặc nhìn ngay cả thanh kiếm cũng không nắm vững nhưng ánh sáng màu trắng chói chang dùng mắt thường có thể nhìn thấy kia lại thật sự bao trùm toàn bộ vùng hải vực tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái mù lòa bỗng nhiên bên tai lại bật ra một tiếng tru thảm thiết hống quan hoa màu nhũ bạch nồng đậm kia thu lại mãi cho đến khi trực tiếp hóa thành sợi tơ nhỏ xíu khắc lên vùng ngực và bụng của con nhục dực tàm trùng kia máu tươi phì phì chảy ra từ dòng suối nhỏ dần dần biến thành con sông lớn. Da thịt trắng chắc trên người nó bắt đầu lật ngược lại, toàn bộ thân thể như dao lông kia rơi xuống, ầm ầm nện xuống mặt biển. Dường như bản thân vừa phải thừa nhận nỗi đau hiếm thấy trên thế gian, nó bắt đầu điên cuồng lăn lộn trong nước, quấy đỏ cả vùng thủy vực xung quanh. Nhìn thảm trạng của đối phương, Ô Vinh bảo lại Gia nan nuốt một ngụm nước bọc xuống, Kim Văn vừa mới tế ra bỗng nhiên thu về toàn bộ bên ngoài thân thể, bảo vệ cả người không một góc chết. Tô Hồng Tụ định nhất kiếm giết tới, lại bị chính sợ huyền cơ tác cách gao kéo chặt lấy. Rào rào rào. Rào rào rào, rào. những sợi xích sắt điên cuồng rung rẩy trên không trung. Nàng hầu hững đảo mắt nhìn qua đám yêu ma kia, rồi lại một lần nữa ngước mắt nhìn lên trời, rốt cục lần này nàng cũng mở miệng nói, xích minh. Từ phía cuối đạo cầu vòng màu tím xanh kia, đám mây mùa lần thứ hai bị cuộn ngược lại. Sau Long Hán Đại Thành ban đầu, hư ảnh tòa kim đài thành trì thứ hai cũng xuất hiện, tấm biển kia đề tên là Xích Minh. Mở cho ta. Tô Hồng Tụ cất giọng khàn khàn, cánh cửa lớn của Xích Minh thành khẽ rung lên một cái, sau đó để lộ ra một khe hở nhỏ bé đến không thể nhận ra. Lại là ánh sáng màu tím hiển lộ ra ngoài, nhưng bị cánh cửa lớn kia ngăn trở, cứ một mực chậm chạp không sao rơi xuống được. Sắc mặt vốn ảm đạm của nàng bỗng trở nên đỏ ửng, nhưng đây vốn không phải trạng thái đang chuyển biến tốt. Tô Hồng Tụ cắn chặt răng, nhìn chầm chầm vào cánh cửa tòa thành kia, như muốn dùng ánh mắt để đẩy nó ra. Bỗng nhiên huyết tương tràn ra giữa hàm răng, thuận theo khóe môi chảy xuôi xuống dưới, dần dần thấm ướt vạt áo trên người. Thanh trường kiếm bạch ngọc kia đang rung rẩy kịch liệt, tựa như minh chứng xác thực nhất cho trạng thái thoát lực của nàng. Nhưng cánh cổng lớn màu son của tòa thành trì kia lại vững chắc như bàn thạch, không có lấy một chút biến hóa nào. Phù đột nhiên ô vinh bảo khẽ thở vào nhẹ nhõm một hơi nó cố gắng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng xuống nghe đồn ở vào thời điểm đạo tử thiên kiếm tông toàn thịnh nàng có thể mở ra ba tòa tiên thành là long hán xích minh và thượng hoàng quả nhiên đã bị suy yếu rất nhiều nhưng từ một màn này cũng có thể nhìn ra đối phương thật sự muốn chu diệt đám yêu tộc bọn họ nếu không nàng tuyệt đối không liều mạng đi mở tòa thành thứ hai mượn chút thời gian này Rốt cục con nhục dực tàm trùng vừa bị một kiếm đánh trọng thương kia, cũng chậm rãi bò từ dưới nước lên, mang theo lỗ thủng dọa người ngay trên ngực bụng, có cảm giác vết thương này hoàn toàn không thể khép lại, thậm chí còn để lộ ra phần nội tạng đang co bóp bên trong. Ngươi chết chắc rồi, nhục dực tàm trùng trùng hung ác nhìn chầm chầm vào bóng dáng già nua kia. Cũng không biết câu nói này của nó là nói cho Tô Hồng Tụ nghe, hay là đang cảnh cáo đám ô vinh bảo bên cạnh. Đúng vào lúc này, những sợi xiềng xích đầy trời bỗng nhiên bị kéo căng. Bóng dáng già nua kia nhanh chóng lướt đi, kéo cho chính con yêu ma đều là phản hư tầng 12 phải lão đảo bổ nhào tới vài bước. Nàng cầm thanh bạch ngọc kiếm, đạp không lao tới, dứt thẳng về phía con nhục giật tàm trùng kia. Nhưng vừa lao đi được nửa đường đã bị chính con yêu ma vừa mới phản ứng lại trực tiếp kéo giật ngược về giữa không trung, yêu lực mãnh liệt rót vào trong huyền cơ tác, mà bản thân thứ này vốn được chế tạo bằng chất liệu quý hiếm vô cùng, dù để nguyên cho Tô Hồng tụ chém, cũng có thể hao hết một tia khí lực cuối cùng của nàng. Từ từ sẽ đến, không vội vàng. Lão vương bác cực kỳ kiên nhẫn lên tiếng nhắc nhở. Nói xong, hai tay nó nhanh chóng khép lại, kim văn rậm rạp trực tiếp hóa thành một cái ấn lớn, ầm ầm đánh về phía tô hồng tụ. Mắt thấy đại ấn sắp rơi xuống người nàng, đột nhiên tô hồng tụ né ra phía sau, sát sao né tránh được một kích này. Ô Vinh bảo lập tức tức giận trừng mắt nhìn về phía chính con yêu ma kia theo bản năng, nhưng chỉ trong nháy mắt, nó đã phát hiện ra điều khác thường. Chỉ thấy trên lưng chính con yêu ma ấy, đều có thêm một sợi huyền cơ tác hoàn toàn giống nhau. Đầu kia của chính sợi xiền xích này đang bị bóng người cao lớn kia nắm trong lòng bàn tay. Bộ y phục màu đen bay lên, hào quang tử kim đại phóng. Thanh niên kia lại dựa vào sức lực của bản thân, hung hăng kéo chính con đại yêu xuống dưới, cho dù tâm tư và khí lực của bọn chúng đều dùng trên người tô hồng tụ, thì bất kể nói thế nào, đám yêu ma này cũng đều là đại tướng của quy quân, là hàng tinh nhuệ trong tinh nhuệ một màn này rơi vào trong mắt ô vinh bảo không hiểu sao lại lộ ra một chút đáng sợ ngươi thì ta đánh không lại thẩm nghi tùy ý liếc mắt nhìn ô vinh bảo một cái lạnh nhạt nhắc nhở một câu tô hồng tụ đã sớm chú ý tới sự tồn tại của người thanh niên kia cũng biết lúc trước vì ai mà muội muội mình được sống chỉ có điều thời gian quá mức vội vàng nên mới không kịp nhiều lời mà thôi thêm nữa là từ sau khi nàng hiện thân thanh niên kia cũng lập tức dừng động tác Tô Hồng Tụ không có thói quen ép buộc người bên ngoài đi tới hỗ trợ mình. Hơn nữa nàng cũng không cho rằng một vị tu sĩ còn dừng lại ở cảnh giới phản hư này có thể tạo được tác dụng gì trong cuộc đấu pháp của Bạch Ngọc Kinh. Nhưng không ngờ đối phương lại tìm đúng thời cơ, phát huy ra hiệu quả lớn lao như thế. Nếu ta có thể sống sót trở về, nhất định sẽ ủng hộ ngươi lên làm tông chủ. Tô Hồng Tụ chỉ nói đơn giản một câu, nếu lời này rơi vào trong tai tu sĩ khác trong Nam Hồng Thất Tử, khẳng định là đối phương sẽ kinh hãi thất sắc. Bởi vì lời ấy đại biểu cho ý tứ dù phải đối địch với tất cả nhóm tu sĩ Bạch Ngọc Kinh còn lại, thậm chí còn bao gồm cả nhóm trưởng lão và đệ tử thân truyền của Thiên Kiếm Tông, nàng cũng ủng hộ hắn. Đây là lời nói mà ngay cả ngụy Nguyên Châu cũng không dám buông xuống. Nhưng thẩm nghi lại làm như không nghe thấy. Hắn đang đấu sức cùng chính con yêu ma, nhưng ánh mắt lại rơi xuống người con nhục dực tàm trùng kia. Tô Hồng Tụ cũng thu hồi ánh mắt, lập tức quay sang đánh ô vinh bảo mẹ nhà ngươi ô vinh bảo oán giận trừng mắt nhìn thẩm nghi rõ ràng là trong nước có một kẻ sắp chết nhưng hết lần này đến lần khác hắn lại cố tình muốn kéo ánh mắt của đạo tử thiên kiếm tông kia lên người nó đúng là thứ ngu xuẩn vô tri khó có thể lý giải được nhưng ở địa phương như nam hồng này ngoại trừ cự phách hợp đạo cảnh còn chưa có người nào đủ tư cách phân tâm trong lúc tô hồng tụ giết tới ô vinh bảo quyết định điều khiển đống kim văn toàn thân dùng tất cả tâm tư lên thanh bạch ngọc kiếm đang đánh úp tới. Nhưng đúng vào lúc này, bỗng nhiên bên tai nó lại vang lên một tiếng nói nhỏ, Hắc toàn thân lão vương bác giật nảy mình, suýt chút nữa thì tâm thần sụp đổ. Ngay tại thời khắc nguy cấp màu, lại có người đủ khả năng lặng lẽ tới ngay phía sau nó mà không gây ra một chút động tĩnh nào, nó không thể trông thấy kẻ phía sau là ai. Bởi vì người nọ vừa trực tiếp dẫm một cước lên đầu nó rồi trùng trùng điệp điệp đạp xuống, làm cho ô vinh bảo trực tiếp mất đi khống chế ngã về phía trước mãi cho đến khi thanh bạch ngọc kiếm kia cắt đứt nửa bên bả vai của lão vương bác ngay cả tô hồng tụ cũng không ngờ sự việc lại tiến triển dễ dàng như vậy bộ thạch khôi vừa đột nhiên xuất hiện kia vừa hung hăng lấy phụ thân của nó ra làm bàn đạp rồi nhảy lên cao lao về phía con nhục dực tàm trùng khi ô tuấn lên tới vị trí cao nhất khí tức thuộc về bạch ngọc kinh cũng ngang nhiên quét ra bốn phía hả Ô Vinh Bảo và Tô Hồng Tụ đồng thời đưa mắt nhìn sang. Dưới tình huống như vậy, một vị tu sĩ Bạch Ngọc Kinh Sa là hoàn toàn có thể tạo được tác dụng xoay chuyển chiến cuộc. Nhưng tới khi nhìn rõ dung mạo của bóng người kia, cả hai đều ngây ra trong nháy mắt. Ô Vinh Bảo ngừng kêu đau, ôm lấy bả vai còn đang chảy máu ồ ạt, đờ đẫn nhìn chầm chầm vào nhi tử nhà mình. Tin tức tốt là không hiểu sao đối phương lại trở thành đại yêu Bạch Ngọc Kinh cùng cảnh giới với nó, nhưng tin tức xấu là, con bà nó, tên súc sinh này vừa hung hăng tấn công lão phụ thân, thạch khôi, tô hồng tụ hơi nhướng mày, đáy lòng nổi lên một luồng gợn sóng hiếm thấy, bởi vì ngay cả với tầm mắt của nàng cũng rất khó để tưởng tượng ra, rốt cuộc là loại bí thuật chế khôi nào lại cường hãn đến trình độ như vậy. Phải biết rằng, Bạch Ngọc Kinh vốn là cường giả đỉnh cấp ở Nam Hồng. Vậy mà thực tế vừa nói cho nàng biết, ngay cả một vật chết cũng có thể nắm giữ loại lực lượng tương tự. Dù đối phương chỉ mới nhìn trộm được một chút ý tứ đơn giản của Bạch Ngọc Kinh, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ để nàng nghe mà rợn cả người rồi. Vật chết cũng có nghĩa là không thể chết đi, hơn nữa nó còn có thể truyền lại đời đời, nếu dạng thiên tài địa bảo cần để chế tạo nên loại thạch khôi này có thể bồi dưỡng được thì thậm chí kẻ nắm giữ loại bí thuật này còn có thể chế tạo nên lượng lớn linh khôi như vậy. Nam Dương Tông còn cất giấu thủ đoạn bậc này sao? Đến đây, rốt cuộc nàng cũng kịp phản ứng lại và hiểu ra ý tứ chân chính trong câu nói lúc trước của Thẩm Nghi. Hắn nói mình đánh không lại ô vinh bảo, nghĩa là hắn thật sự có được năng lực xử lý con nhục dực tàm trùng lúc trước, bởi vì con ác chủ bài lớn nhất của đối phương vốn không phải là đạo cung hay linh pháp gì, mà là năng lực chế khôi, hiện giờ ta thật sự muốn giết cả nhà các ngươi. Tô Hồng Tụ thu hồi ánh mắt, sau đó lẳng lặng nhìn chầm chầm vào ô vinh bảo trước mắt, rồi không chút do dự lao lên, kiếm như mưa rào, cùng lúc đó, ô Tuấn cũng bổ nhào lên người nhục dực tàm trùng. Được chủ nhân ban thưởng phong phú như vậy, rốt cuộc nó cũng tăng lên đến cảnh giới mà bản thân khó có thể tưởng tượng nổi. Đây là trận chiến đầu tiên sau khi thăng cấp, nó tuyệt đối không thể phụ kỳ vọng của chủ nhân. Nó hung ác nâng song trưởng lên, được huyết mạch nồng đậm gia trì, thậm chí kim văn của nó còn dày đặc hơn lão phụ thân kia. Giờ phút này, toàn bộ kim văn đều hội tụ trong lòng bàn tay ô tuấn. Sau đó, bức trấn thạch này điên cuồng đánh lên người nhục dực tàm trùng, trực tiếp bao vây toàn bộ thân thể đối phương lại. Rất nhanh, từng sợi kim tuyến đã thu về, phản phất như muốn ép con sâu khổng lồ bên trong thành một cục thịt lên cho ta. Song trưởng của ô tuấn đánh vào trong cơ thể con sâu kia, sau đó trực tiếp dơ ngang nó lên ở phía chân trời hệt như đang nâng cả một ngọn núi. Tình thế đột nhiên biến đổi, rốt cuộc chính con đại yêu kia cũng thoát khỏi sự trói buộc của huyền cơ tác, tất cả đều ném ánh mắt đang nổi giận về phía bóng người mặc áo đen kia. Chỗ thiếu hụt lớn nhất của Linh Khôi chính là cần tu sĩ đến khống chế, chỉ cần giết chết kẻ này thì chuyện hôm nay, bọn chúng vẫn còn cơ hội lật bàn. Thẩm nghi thu hồi huyền cơ tác, sau đó không nhanh không chậm lấy long thương ra. Hắn bình tĩnh quét mắt nhìn bốn phía, lạnh lùng quan sát chính con yêu ma với những hình thái khác nhau, nhưng cùng lộ vẻ mặt hung sát giữ tận đồng thời bao vây xung quanh mình. Thẩm nghi nhíu mày. Định so xem bên này đông người hơn ư, tử khí lại được gia trì lên người, bỗng nhiên, bầu trời xanh bên trên lại thay đổi, biến thành sắc thái thê lương vô cùng. Rồi không một dấu hiệu, từng bóng dáng mặc áo đen xuất hiện ở sau lưng chín con yêu ma kia, chín bóng, chín 90 mươi bóng, chín trăm bóng, mãi cho đến khi tầm mắt của đám yêu ma này đều bị những đôi mắt màu vàng tím đang nhìn chầm chầm kia chiếm cứ. Bọn họ chậm rãi nâng mũi thương lên, khóe môi khẽ vểnh phát họa ra một nụ cười dữ tợn điên cuồng. Trên khuôn mặt tuấn tú trắng nõn ấy chợt lóe lên một tia hung hăng càng quấy cực kỳ hiếm hoi, lại vi diệu đến không thể nhận ra được, hắn thản nhiên nói, đến đi, nói thật là đã lâu lắm rồi hắn chưa từng làm loại chuyện giết cả nhà người ta thế này ừm cũng có chút ngứa tay đối mặt với nhiều bóng dáng mặc áo đen như vậy chính con thủy yêu vừa hiển hóa ra nguyên hình khổng lồ chợt thay đổi biểu cảm theo bản năng nhưng dù trên những khuôn mặt dữ tợn đáng sợ bất đồng của chúng hiện lên loại biểu cảm gì thì vẫn có một điểm chung đó là kiên kỵ hành động như vậy khẳng định là không quá phù hợp với mệnh lệnh phong tỏa khí tức của thất long tôn dù sao mục tiêu mà bọn chúng đang phải đối mặt cũng chỉ là một tu sĩ phản hư cảnh mà thôi, hoàn toàn không cần thiết phải bày ra bộ dạng kiểu này. Lúc trước, bản thân ở cách xa vùng thủy bộ, chỉ có thể thông qua kiếm trận quan sát, Tô Hồng Tụ còn nhìn không được rõ ràng như vậy, nhưng đến lúc này, khi nàng đích thân đến đây, mới bỗng nhiên phát hiện, cảnh giới của thẩm nghi lại chỉ là phản hư tầng 8 mà thôi. Nghĩa là vừa rồi đối phương đã tự tay chém giết con xích nhãn huyền phượng cách mình tận bốn cảnh giới, nàng nghiêng mắt nhìn sang chỉ thấy trên đại dương mênh mông là một mảnh trống rỗng chính con thủy yêu đều hướng ánh mắt tràn ngập cảnh giác nhìn chằm chằm vào vùng hư vô trước mặt dường như đang nhìn thấy một tồn tại ghê gớm nào đó thiên diễn tứ cửu thân là đạo tử thiên kiếm tông tô hồng tụ cũng từng được nghe về thức linh pháp này mặc dù bản thân thức linh pháp này rất mạnh nhưng đồng thời bao phủ cả chính con yêu ma với tu vi vượt xa hắn vào bên trong thức linh pháp này ngoại trừ tiêu hao khá lớn, còn có yêu cầu cực cao đối với tạo nghệ thiên diễn tứ cửu. Chỉ dựa vào biểu hiện này cũng có thể suy đoán ra, trình độ của Thẩm Nghi đối với pháp môn này đã vượt khỏi cảnh giới đại thành, rất tiếp cận cảnh giới viên mãn kia rồi. Đây là tồn tại mang theo khí vận của toàn bộ Nam Dương Bảo Địa sao, suốt 10 vạn năm ròng rã, rốt cuộc cũng có người dẫn theo tu sĩ nhân tộc mở ra hộ tông đại trận đối phương xuất thế rất có thể là ý chí còn sót lại của bản thân Nam Dương Bảo Địa biểu hiện ra ngoài, thậm chí còn có thể là thủ đoạn do vị cự phách hợp đạo cảnh kia lưu lại. Đây là lời giải thích duy nhất mà Tô Hồng Tụ có thể nghĩ đến. Trống, trong chốc lát, tiếng rít điên cuồng của Thanh Long Toái Tinh Thương lại một lần nữa vang vọng ở phía chân trời, trong trận đấu Pháp có liên quan đến Bạch Ngọc Kinh này, ai ngờ hồi giao thủ giữa một đám phản hư cảnh lại có thanh thế lớn nhất. Lấy một địch chính, nhưng chẳng những bên yếu thế lại không chút trục rè, ngược lại hắn còn chủ động khởi xướng tiến công. Trên bầu trời màu xanh im liềm vắng vẻ, cái đầu rồng cực lớn nhô ra khỏi tầng mây, hờ hững quan sát nhân gian, trâu trảo vô cùng ngưng thực, trên mặt những chiếc vảy xanh hiện ra từng luồng tự ý. Đây là lần đầu tiên thẩm nghi dùng hồng mông tử khí để gia trì cho một môn công pháp không phải linh khu pháp. Ngay sau khi luồng hư ảnh thanh long gào thét lao ra, nó lập tức dùng tốc độ mắt thường khó mà trông thấy được bao phủ lên một con thủy yêu khổng lồ tiếp gió nó ngang nhiên vương đầu ngón tay tới trùng khớp cùng mũi nhọn của thanh trường thương kia phục chỉ thấy một bộ y phục màu đen vắt ngang qua khung trời đợi đến thời điểm luồng hư ảnh thanh long nọ tiêu tán thẩm nghi đã xuất hiện ngay phía sau con thủy yêu kia cả thanh trường thương cũng bị huyết tương nhuộm đỏ trên phần bả vai khổng lồ của con yêu ma ấy chợt xuất hiện một đường tơ máu toàn bộ nửa thân trên nghiêng nghiêng đổ xuống cùng với vùng thủy vực dưới chân, đồng thời chia làm hai. ầm ầm sóng nước trăm trượng bắn lên cao. Tám con thủy yêu còn lại cuối cùng cũng thoát khỏi thiên diễn tứ cử. Dưới sự kích thích của mùi máu tươi gây mũi, chúng vội vàng mở to mắt ra, nhưng cảnh tượng cả đám nhìn thấy lại là bóng người mặc áo đen kia liếc mắt nhìn qua bên này và một vị đại tướng thủy tộc đã không còn hơi thở sau lưng hắn. Ken Thẩm nghi hơi lật tay, long thương trong tay ầm ầm chấn động mạnh, huyết tương vẫy ra, mũi thương lại một lần nữa lóe lên hàng quang. Ánh mắt hắn đảo qua từng con đại yêu hung hãn trước mặt, nhưng không một con nào có đủ can đảm để đối mặt với cặp mắt màu vàng tím kia, chỉ biết nặng nề hô hấp, ngây dại đứng nguyên tại chỗ. Vừa nãy, khi còn ẩn mình dưới nước, dù xích nhãn huyền phượng có la lên thê thảm tới cỡ nào, trong lòng bọn họ cũng không có áp lực lớn bằng hiện tại khi trực tiếp đối mặt với bóng dáng mặc áo đen này. Loại chuyện giao thủ này, kiên kỵ nhất chính là nhìn không rõ. Ngươi thực sự không thể lý giải nổi rốt cuộc là đối phương đã làm nó như thế nào. Mà một khi không hiểu thì không thể nào tiến hành phản kích được, thậm chí nỗi sợ hãi trong lòng cũng sẽ theo những suy nghĩ kia mà càng ngày càng thêm nồng đậm. Ngươi tới. Thẩm nghi tùy tiện chọn một con thủy yêu trong tám con còn lại, sau đó chậm rãi nâng mũi thương lên. Con ngư yêu bị ngón tay hắn chỉ vào kia vừa vô thức tránh đi, lại phát hiện mũi thương trong tay hắn cứ một mực nhằm vào mình, vì vậy nó mới thấp giọng nổi giận nói, lát nữa ta đến, thứ trời đánh này, hắn còn chọn người lên nữa sao, đây chính là vây giết đó. Không phải trò đùa đâu, ai sẽ đơn đấu với ngươi chứ, vậy ngươi tới. Mũi thương của thẩm nghi trực tiếp đảo ngược lại, chỉ về phía một con mãn yêu. Tám con đại yêu liếc mắt nhìn nhau, dưới tình huống không rõ chi tiết của đối phương, kẻ nào động thủ trước sẽ có tỷ lệ trúng một thương cao hơn. Theo lý mà nói, cả đám bọn chúng đều là đại tướng một đường dết chóc leo lên trong quy quân, đều phải dựa vào công hương mới có tu vi và nội tình như ngày hôm nay. can đảm và khí phách đều đạt tới hàng thượng thừa. Nhưng cũng chính vì như thế, chính vì bản thân vất vả lắm mới giành được thành tựu hiện tại nên ai cũng muốn làm người dẫn đầu. Nếu hiện giờ lại tiến lên một bước, không phải sẽ trở thành kẻ bị tế điện kia sao? Huống chi lấy tính cách lạnh lùng bạc bảo của thất long tôn, dù hy sinh vì nghiệp lớn của đối phương, cũng chưa chắc đối phương đã nhớ đến chúng nó. Trong lúc chần chờ, bên tai chúng yêu lại một lần nữa vang lên tiếng than khóc tuyệt vọng. Nhục dực tàm trùng có thể sánh ngang với Bạch Ngọc Kinh kia vốn đã trúng một kiếm mạnh nhất của Tô Hồng Tụ, chỉ dựa vào tâm tính ngoan cường mới chống đỡ được đến hiện tại, bây giờ lại bị một con thạch khôi hung hãn không sợ chết cuốn lấy, đã thế đám đồng bọn lại chậm chạp không đi tới trợ giúp nó, nên sau một khoảng thời gian, cuối cùng đôi cánh thịt kia cũng bị xé toan ra. Chết đi cho bản tôn. Ô Tuấn thét dài một tiếng, kim văn toàn thân như lưu quan hội tụ lại. Toàn bộ thân thể trực tiếp chui vào trong miệng vết thương không thể khép lại trên người con nhục dực tàm trùng, điên cùng anh kích nội tạng của nó, mãi cho đến khi thân thể to lớn kia liên tiếp nổ vang. Cửu cửu của Long Tôn đã mất đi hai cánh, rốt cuộc cũng hao hết khí lực, ầm ầm rơi vào trong thủy vực. Chém giết nhục dực tàm trùng Bạch Ngọc Kinh, tổng thọ 322.000 năm, còn thừa 97.000 năm, hấp thu hoàn tất một con đại yêu bạch ngọc kinh vẫn lạc cũng tương đương với lời tuyên bố lần vây giết này đã thất bại thẩm nghi không nhanh không chậm thu cây thương trên tay khẽ thở ra một hơi dài nhà địa chủ cũng không có lương thực thừa đầu tiên hắn chém giết xích nhãn huyền phượng để chấn nhiếp bọn yêu ma này về sau lại bị chúng ép phải dùng hết toàn lực cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất chém giết một con thủy yêu dường như không ai nhớ tới hắn chỉ là một tu sĩ phản hư tầng 8 mà thôi, hồng mông tử khí tuy mạnh nhưng cũng không phải là dùng mãi không hết. Nếu hắn thật sự có thể ăn được đám đại yêu này, ai thèm nói nhảm với chúng nó, ngươi, đến đây, dường như đám yêu ma phản hư tầng thứ 12 còn lại mới kịp nhận ra vấn đề, nhưng chờ đến khi bọn chúng lại một lần nữa ngước mắt nhìn lên thì trước mắt đã xuất hiện một khuôn mặt bị vết sẹo đau thật lớn bao phủ. Dưới tầng tầng kim văn dày đặc bao trùng, cái đầu trọc trơn bóng của nó chật lộ ra một phần hào quang chói mắt khuôn mặt quen thuộc là thiếu chủ không sai nhưng khí tức tràn ra trên người đối phương lại xa lạ tới cực điểm bởi vì đó là cảnh giới tương tự với ô vinh bảo vì sao còn không quỳ xuống ra sức làm việc cho chủ nhân ô tuấn nhẹ nhàng truyền đến một câu hỏi lời còn chưa dứt nó đã hung hãn đánh ra một quyền kim văn như bàn cờ bao trùm lấy cái đầu của một con đại yêu trong nháy mắt cái đầu nổ tung thân thể con đại yêu kia chậm rãi quỳ rạp xuống mặt nước đại yêu đã đạt tới bạch ngọc kinh lại tàn sát phản hư cảnh hiển nhiên là một quá trình nhanh chóng mà thô bạo thân đá tàn tạ của ô tuấn cực tốc lướt ngang qua chân trời đi thu hoạch tính mạng của bọn nó những bộ thân thể cao hơn trăm trượng kia lại lần lượt quỳ xuống che kín cả bầu trời giống như một pho tượng cao lớn ầm ầm chìm vào vùng thủy vực đỏ sậm bao vây xung quanh bộ y phục màu đen nhẹ nhàng lay động ở giữa trong thức hải tại mi tâm của thẩm nghi kha thập tam đã trợn mắt há hốc mồm từ lâu rồi nó khó mà tưởng tượng nổi vì sao bên trong thủy tộc lại có một thứ vô sĩ và nịnh nọt như vậy ngay cả dưới loại tình huống này cũng không quên vuốt mông ngựa một cái phù thẩm nghi điều chỉnh xong hô hấp thản nhiên thu đống thi thể kia vào nhẫn rồi lập tức cất bước lướt ngang qua trời cao nắm lấy chính sợi huyền cơ tác kia mặc dù tô hồng tụ vẫn giữ nguyên tư thế dầu hết đèn tắt nhưng trên tay nàng vẫn đang cầm thanh bạch ngọc kiếm trên thực tế dù không thể thi triển công pháp nhưng chỉ cần có thanh kiếm ấy ở trên tay nàng vẫn có thể đè ô vinh bảo ra đánh từ đầu tới đuôi hoàn toàn không nhìn ra hai người này vốn là tồn tại cùng cảnh giới ở trước mặt thanh kiếm kia thiên phú thần thông của kim văn quy yêu lại giống như đậu hũ bị phá hủy dễ như trở bàn tay chỉ một tháng giao thủ ngắn mũi cả người lão rùa này đã nhún máu mắt thấy không còn sức chống đỡ nữa rồi ngay khi sát tâm của tô hồng tụ nổi lên đột nhiên thân hình nàng thoáng lão đảo một cái, lại lập tức nghe thấy một giọng nói nhà nhạc truyền đến từ sau lưng. Tiết kiệm chút khí lực đi, chuyện còn lại cứ giao cho ta. Thẩm nghi tiện tay kéo huyền cơ tắt xuống, sau đó thu nó vào trong nhẫn. Câu nói này có phần lạ tai nha. Tô Hồng Tụ liếc nhìn thanh bạch ngọc kiếm càng thêm tán loạn trong tay, thoáng trầm mặt chừng một cái chớp mắt. Thật hiển nhiên, dù đối phương chỉ có tu vi phản hư, nhưng vẫn có thể nhìn ra nàng đã rơi vào tình trạng nỏ mạnh hết đà nếu còn tái chiến tiếp khẳng định là sẽ ảnh hưởng tới căn cơ từ trước đến nay điều cần có đối với một vị đạo tử thiên kiếm tông chính là phải đứng ở trước mặt tất cả mọi người tuyệt đối không thể rụt rè sợ hãi nhưng thẩm nghi chính là tông chủ đạo tử được tông chủ chiếu cố vốn là chuyện hợp tình hợp lý nàng lui xuống đằng sau hắn cũng không mất mặt nghĩ đến đây rốt cuộc tô hồng tụ cũng chịu ngừng động tác cánh tay hơi có vẻ vô lực rũ xuống thanh bạch ngọc kiếm trong lòng bàn tay lại hiện hóa thành một luồng ánh sáng tím quay về bên trong cánh cửa long hán đại thành đệ tử hồng tụ đa tạ nam dương tông chủ đã ra tay tương trợ nàng gật nhẹ đầu chợt hạ xuống bên cạnh muội muội đã ngất đi run rẩy đưa tay véo lên gương mặt đối phương đầu ngón tay và nua lưu lại một vết máu chỉ thấy trên khuôn mặt tiều tụy của tô hồng tụ lộ ra một nụ cười dịu dàng hiếm thấy lại lập tức dùng ống tay áo của mình lau đi vết máu trên mặt đối phương lúc này mới khoanh chân ngồi xuống bắt đầu chống cự luân hồi kiếm quả cắn trả. Hắc! Ô Tuấn lướt đến bên cạnh lão vương bác, song trưởng hung hăng đâm vào vai đối phương. Hai con đại yêu Bạch Ngọc Kinh đều bị trọng thương, đều là kim văn quy yêu, bắt đầu đấu sức dưới màn trời. Đôi con ngươi trong mắt ô vinh bảo đỏ như máu, nó toàn lực thúc giục kim văn, nhưng lại bị nhi tử nhà mình vô tình nghiền ép trở về. Huyết mạch trên người bộ thạch khôi này đã vượt xa hạn mức cao nhất của kim văn quy tộc có két có két. Ta cũng sẽ, biến thành, linh khôi của ngươi sao, ô Vinh bảo cảm nhận được yêu thể cường hãn của mình đang dần dần rạn nứt, đáy mắt hiện lên vài phần tuyệt vọng và sợ hãi, đột nhiên lại bật cười tự dễu bởi vì bản thân lại đi nói chuyện với một vật chết. Đúng lúc này, nó lại nghe thấy được câu trả lời của bộ thạch khôi kia. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Ô Tuấn biểu môi, đột nhiên xé rách thân thể của Ô Vinh Bảo, huyết mạch quy tộc khẳng định là của nó. Về phần phụ thân, vẫn nên dùng phương thức khác để dốc sức thay chủ nhân đi. Ngay sau đó, ô Tuấn mang theo thi thể của lão rùa già quay về Thúy Vân Tiều, lập tức chui vào trong mi tâm của Thẩm Nghi. Thọ nguyên của yêu ma còn thừa, 1 triệu 918 ngàn năm, chỉ vẻn vẹn là 12 con đại yêu đã dâng lên gần trăm vạn năm thọ nguyên của yêu ma cho hắn. Nhưng so với thọ nguyên của yêu ma, thứ quý giá hơn chính là máu thịt và yêu hồn của bọn chúng. Thẩm nghi đứng dậy đi đến một bên khác của Thúy Vân Tiều, vừa mới tế ra ô quan huyền kiếm, chuẩn bị rời khỏi nơi đây, lại nghe thấy phía sau truyền đến tiếng nỉ non của Tô Hồng Tụ. Cứ chữa thương trước đi, không cần phải lo lắng đến những chuyện khác. Hả? Thẩm nghi quay đầu liếc qua. Đạo tử có thể tùy hứng làm bậy, chỉ cần có thể thắng là được. Tô Hồng Tụ mở to mắt, Ngày bình thường nàng rất ít khi giải thích gì với người khác. Nếu thua thì sao? Dường như thẩm nghi đã nghe hiểu được điều gì. Thua, thì đổi một đạo tử khác. Tô Hồng Tụ trả lời cực kỳ dứt khoát, nhưng cũng từ khía cạnh đó, nàng đã nói rõ cho hắn hiểu, rốt cuộc đạo tử của Tông Môn là tồn tại dạng gì. Muốn kế thừa hợp đạo bảo địa thì phải đủ sức cánh vác được tánh mạng của sinh linh bên trong bảo địa. Đây không phải là đào tạo người thừa kế, chơi trò gia đình hay nuôi dưỡng đứa nhỏ hoàng đế trong phàm tục còn có thể đăng vị trước sau đó chậm trải học tập xem cái gì là đế vương chi đạo nhưng tiên tông đạo tử thì khác trong nháy mắt khi nàng hợp đạo sinh tử của toàn bộ tông môn đều đổ dồn lên người nàng không có khoảng trống để đổi ý bởi vậy mới nói đạo tử có thể làm ra bất cứ quyết định nào chỉ cần có thể thắng là được hơn nữa một lần cũng không được phép thua nói cách khác bọn họ phải cầm quyền trước lại chứng minh bản thân có đủ thực lực và tâm tính để nắm giữ phần quyền lực này cuối cùng mới thật sự lên ngôi thẩm nghi có chút không quen thu hồi phi kiếm từ sau khi rời khỏi nam dương đây là lần đầu tiên hắn được trải nghiệm cảm nhận sau khi động thủ mà không cần phải tranh thủ thời gian rút lui cứ thấy cảm giác này có chút là lạ vậy là hai đầu của thúy vân tiều có hai người đang ngồi xếp bằng trực tiếp đưa lưng về phía nhau trên chiếc nhẫn của thẩm nghi có một dòng huyết hà tụ hợp vào mi tâm của hắn từng bức trấn thạch bắt đầu thành hình, lượng lớn thọ nguyên của yêu ma bắt đầu trôi đi, lượng lớn yêu ma bản nguyên cũng dung nhập vào bên trong yêu hồn. Không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ biết vào khoảnh khắc ấy, một con nhục dực tàm trùng vừa mở mắt trong màn đêm vô biên. Ngại vì sự tồn tại của tỉ muội tô gia nên nó không hề rít gào, cũng không phát tán ra khí tức, nhưng ẩn sâu bên trong đôi mắt thoáng xoay chuyển kia lại tản ra một tia hung ác khó có thể nói lên lời. Không cần lượng trụ xích đo đạt, chỉ cần nhìn lướt qua một chút cũng biết bức trấn thạch thuộc về nó không phải là thứ đạo trụ nhất phẩm có thể so sánh được. Sau khi tiêu hao gần 30 viên yêu ma bản nguyên, Thẩm Nghi đã có thêm một tên tay chân là yêu ma Bạch Ngọc Kinh. Trong chín con yêu ma lúc trước, chỉ có hai con kim văn quy. Còn mấy con đại yêu còn lại đều là những viên đại tướng được quy quân thu phục trong những năm gần đây, sau khi bài xích đám dị kỹ đối lập, lại chèn ép nhóm thủy tộc khác, cuối cùng thành công biến thành một nhà độc đại lại hao hết 140 viên yêu ma bản nguyên, tất cả bọn chúng đều mở to mắt trong màn đêm, dần dần sống lại với dáng vẻ tạc tượng khoa trương dữ dằn. Phù. Thẩm Nghi cũng không vội đột phá phản hư tầng chín, mà đứng dậy nhìn về phía bà lão với mái tóc màu bạc đang dần dần biến thành màu đen kia. Tô Hồng tụ cũng mở to mắt, vươn tay ôm lấy muội muội, đặt vào trong kiếm trận truyền tống, rồi lập tức bấm pháp quyết, yên tĩnh nhìn Tô Ngữ thường biến mất tại chỗ mặc dù ở thời điểm hiện tại khí tức trên người nàng còn không tính là nồng đậm nhưng cũng không suy yếu đến mức một giây sau sẽ tọa hóa như lúc trước nữa đệ tử còn có chuyện muốn làm nam dương tông chủ có hứng thú hay không sau khi tiễn muội muội rời đi tô hồng tụ chắp tay với thẩm nghi mặc dù nàng không quá quen thuộc với tu sĩ trẻ tuổi này nhưng dường như đối phương rất hứng thú với thi thể của đám yêu ma lúc trước nghe vậy thẩm nghi lập tức ném ánh mắt nhìn về phía vùng thủy vực trước mặt nếu hắn nhớ không lầm thì lúc trước đối phương từng nói muốn giết cả nhà nó nhưng hiện tại ngay cả con long tôn kia cũng không lộ diện khẳng định là hành động lần này còn chưa được coi là viên mãn hắn chỉ có chút nghi hoặc chẳng lẽ đối phương thật sự có thể tiến vào trong nước đi giết long tôn thẩm nghi thu lại ánh mắt khẽ gật đầu nói có hứng thú thấy thế khóe môi tô hồng tụ lại có thêm một tia ý cười vi diệu đến khó có thể nhận ra vị tông chủ trẻ tuổi này rất hợp với tính cách của nàng. Trong tòa đại điện dưới nước nằm cách trạng Thúy Vân Tiều rất xa, thạch điện phùng hoa được các loại trân bảo tô điểm trực tiếp hiển lộ ra vẻ hào hoa xa xỉ không gì sánh được. Đây là địa bàn của Long Tôn Mẫu Tộc. Dù tộc nhục dực tàm trùng cũng không được coi là thế lực đứng đầu gì, nhưng chỉ cần treo lên được Long Cung Tinh Kỳ thì ở bên trong Nam Hồng Thủy vực này, bọn chúng chính là một con quái vật khổng lồ, không người nào dám trêu chọc. Kha lão thất tựa vào chiếc bảo tọa giống như giường mềm, dùng sức siết chặt con ốc biển trong tay. Theo thời gian trôi qua, thần sắc của nó càng ngày càng trở nên âm trầm. Bên kia vẫn không có hồi âm. Đến đây, rốt cuộc Kha lão thất cũng không nhịn được nữa, nó ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm vào con ốc biển trong tay. Ở phía sau lưng nó, một mỹ phụ vỗ nhẹ bờ vai Kha lão thất, dịu dàng nói: "Ngươi là Long Tôn, chớ để bản thân mất kiểm soát như vậy, có cửu cửu ngươi ở đó." sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu mặc dù thật sự xảy ra vấn đề ngươi cũng phải ổn định tâm thần như vậy mới có cơ hội đông sơn tái khởi kha lão thất hiếp sâu một hơi nói không cần phải an ủi ta trong lòng ta đã rõ lại nhớ lúc trước sau khi đưa ra quyết định nó đã cẩn thận trốn đến chỗ mẫu thân dù vậy nỗi bất an trong lòng vẫn càng ngày càng nồng đậm tựa như muốn chiếm trọn cả trái tim người nhanh chóng an bài đám hộ vệ trong điện cảnh giác hơn một chút Nhớ chiếu cố bản thân cho tốt, ta có chuyện quan trọng muốn hỏi, dự định sẽ đến chỗ phụ thân nhìn xem." Rốt cuộc Kha lão thất cũng đứng lên, thuận miệng đáp vài câu qua loa lấy lệ với mẫu thân. Dù việc này bại lộ sẽ mang tới một chút nguy hiểm, nó cũng muốn mau chóng chạy tới bên cạnh phụ thân, chỉ có làm như vậy, nó mới cảm nhận được một chút an toàn. Mỹ phụ trầm mặt một thoáng, trong lòng có chút than thở, đứa nhi tử này cái gì cũng tốt, chỉ có duy nhất một điều là nóng nảy, không kiên nhẫn được không ổn trọng bằng phụ thân nó. Cũng được, ngươi đi đi. Nàng nhẹ nhàng vung tay áo. Kha lão thất đi thẳng ra ngoài điện, vừa mới tiến lên hai bước, nó đã cảm nhận được một tia bất thường. Nó vội vàng cầm lấy ốc biển theo bản năng, bắt đầu truyền tin cho vị long tử tôn quý kia, tiếng nói thoáng có chút run rẩy, phụ thân, nhi tử ở chỗ này, mau phái người đến đón nhi tử, nhi tử có việc muốn xin gặp người nhưng dường như con ốc biển kia đã mất đi hiệu lực bởi vì không biết kha lão thất đưa tin cho ô vinh bảo hay là cho phụ thân của nó thì bên trong đều không có một lời hồi âm nào tách ra thanh xuan cùng thời điểm ấy ở bên trong một tòa đại điện tráng lệ thuộc long cung khác tại nam hồng tổng cộng có 8 người chia làm hai bên ngồi xuống tất cả bọn họ đều khoác kiếm bào lên người hờ hững nhìn chăm chú vào tình huống trước mặt mà phía trên tòa bảo tọa cao nhất kia lại có một bóng người hư vô lười biếng đang ngồi dựa vào. Người nọ rủ mắt nhìn xuống phía dưới. Con yêu ma đầu rồng kia, trên đỉnh đầu kim quang, toàn thân mặt hoa phục, lại như bị một bàn tay vô hình nào đó gắt gao đè trên mặt đất. Ngay cả khi bộ yêu thể bên dưới lớp hoa phục kia đã giải dụa đến trình độ toàn thân run rẩy, vẫn không sao đứng dậy nổi. Ở phía trước kia có một tấm thủy kính. Hình ảnh trong gương vô cùng rõ ràng, phản phất như thân lâm kỳ cảnh. Mỹ phụ tựa vào chiếc ghế đá cả người khẽ rung, chỉ biết đờ đẫn nhìn về phía trước mắt. Kha lão thất đã bị dọa đến co quắp tại chỗ, thân thể rung rung, khe khẽ nhích về phía sau. Ở trước mặt bọn chúng, bóng dáng già nua cùng với một bộ y phục màu đen đang chậm rãi bước vào đại điện. Khuôn mặt thanh niên trắng nõn nhúng máu, trên cây long thương trong tay lại lóe lên màu đỏ máu làm cho người ta sợ hãi. Hắn bước qua người Kha lão thất, sau đó một nam nhân đầu trọc cả người tỏa sáng kim quang ở phía sau, lại hung hăng giáng xuống một cước đạp nát lồng ngực Long Tôn. Rống. Trong đại điện, con đại yêu mặc hoa phục đầu rồng hung hăng ngẩng đầu, bộc phát ra một tiếng gào thét. Có lão nhân mặc kiếm bào đang ngồi ở hai bên, chậm rãi đứng dậy, cầm lấy một chiếc chén ngọc đập, phành lên trên trán con đại yêu mặc hoa phục kia, sau đó thản nhiên nói: "Kêu la cái gì? Thua thì phải nhận, dám gây chuyện lại không dám gánh vác ư? Nếu còn dám kêu nữa, hôm nay cả ngươi chúng ta cũng thịt luôn." Nghe vậy, con đại yêu mặc hoa phục lập tức cách cao nhìn chằm chằm vào luồng hư ảnh phía trên kia sau đó để lộ ra hàm răng rồng sắc bén dường như luồng hư ảnh bên trên cảm thấy tình huống này có chút thú vị mới lên tiếng nói ngươi lại liếc nhìn ta một cái nữa thử xem lời còn chưa dứt con đại yêu mặc hoa phục đã mãnh liệt cắn chặt răng chỉ còn biết ôm theo cảm giác không cam lòng mà nhắm mắt lại đến đây trong thủy kính lại một lần nữa truyền ra tiếng phốc phốc thanh long thương sắc bén kia vừa dứt khoát đâm xuyên qua yết hầu của mỹ phụ không biết đã trôi qua bao lâu con đại yêu mặt hoa phục lại một lần nữa mở to mắt lúc này những bóng người lúc trước đã biến mất không còn trông thấy đâu nữa cứ như từ nay tới giờ bọn họ vẫn chưa từng xuất hiện trong đại điện trống rỗng chỉ còn lại một bóng người dưới tình huống bình thường nam hồng thất tử khá ôn hòa nhưng điều ấy lại không có nghĩa là bọn họ có thể dễ dàng tha thứ cho chuyện đạo tử bị phục kích đây là một lời cảnh cáo cũng là dấu hiệu cho thấy chuyện này sẽ dừng ở đây đạo tử đến nơi ước hẹn cực mệnh với long tôn tô hồng tụ thắng nên thê nhi của nó chính là đồ vật đối phương nên nhận được tí tách khuyết tương màu đỏ sậm theo mũi thương nhỏ xuống đất lại theo khe hở giữa từng khối gạch đá lan tràn ra bên ngoài đại điện sau đó hóa thành một màn sương máu nhàn nhạt trôi bồng bềnh giữa vùng sóng nước trong suốt kia. Thẩm nghi kéo lông thương từ trong cái cổ trắng nõn thon dài của Mỹ phụ kia ra. Trên mặt nữ nhân ấy vẫn còn giữ nguyên vẻ kinh sợ tựa như khó có thể tin nổi vào mắt mình, bởi vì cho đến lúc chết nàng cũng không thể hiểu nổi, vì sao lại có người xe ngang bước vào cung điện của nàng, dẫm nát ngực nhi tử của nàng, sau đó dứt khoát đâm một thương tới muốn giết chết nàng như vậy. Nàng cũng không phải là yêu ma thủy tộc bình thường, mà là chính thê của lục vương gia có danh xưng là long phi nhưng vào khoảnh khắc ấy nhóm hộ vệ canh giữ đại điện ca ca ruột thịt của nàng một tồn tại có thể sánh ngang với bạch ngọc kinh và cả lục vương gia nữa dường như tất cả bọn họ đều biến mất không có bất kỳ người nào để ý tới chuyện xảy ra ở nơi đây đây còn là long cung được gọi bằng cái tên chủ nhân của nam hồng sao đột nhiên tô hồng tụ cảm thấy có chút không được tự nhiên đã nói là giết cả nhà nó và ngay cả linh pháp nàng cũng bấm xong rồi nhưng hoàn toàn không có cơ hội động thủ theo lý mà nói khi hai người bọn họ tiến vào những tên hộ vệ thủ hộ đại điện kia nên đồng loạt xông tới mới đúng nhưng ai mà biết được bọn họ đã tiến vào nơi này từ lâu rồi và mãi cho tới bây giờ toàn bộ đại điện vẫn trống rỗng bên ngoài cũng hoàn toàn tĩnh mịch nàng có chút nghi hoặc nhìn ra bên ngoài điện rất nhanh con ngươi đã lập tức co rút lại bởi vì chẳng biết từ lúc nào một mảnh sương máu nồng đậm đã bao phủ cả tòa đại điện vào bên trong nhìn giống như một cái miệng khổng lồ muốn cắn nuốt ăn người, lại giống như một con quái vật với tạo hình cực độ dữ tợn khoa trương. Trong vùng huyết vụ, có từng bộ thi thể bay vào đại điện. Mãi cho đến khi mấy chục của thi hài đã chất đầy cửa điện, thậm chí bên trong nhóm này còn có ba con đại yêu phản hư tầng 12, mới thấy một vệt lưu quan bay vọt tới, nhanh chóng chui vào mi tâm của thẩm nghi. Lúc này, màn sương máu bên ngoài mới chậm rãi bị dòng nước hòa tan đi. Phù! Tô Hồng Tụ buông lỏng đạo linh pháp trên đầu ngón tay ra, đột nhiên nàng ý thức được một việc. Thẩm Tông chủ có thủ đoạn chế khôi, nhưng từ xưa đến nay đối phương chưa từng nói mình chỉ có duy nhất một bộ linh khôi, và vừa nãy, ít nhất cũng có đến 7, 8 luồng ánh sáng lấp lánh. Đương nhiên, dù 7, 8 đạo linh quan kia đều đại diện cho một bộ linh khôi phản hư tầng 12, thậm chí còn là tồn tại có thể sánh ngang với Bạch Ngọc Kinh, thì cũng không đến mức làm Tô Hồng Tụ phải thất sắc bởi vì điều chân chính khiến nàng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, chính là vừa rồi nàng hoàn toàn không cảm nhận được khí tức dao động. Nghĩa là thời điểm đám linh khôi kia động thủ giết yêu, bọn chúng lại có thể thu liễm khí tức đến mức tận cùng, thậm chí còn có thể che đậy được cảm nhận của thần hồn tô hồng tụ. Một đám, sát thủ, có thực lực như vậy, còn giống như quỷ mị cỡ này chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy có chút đáng sợ. Thọ nguyên của yêu ma còn thừa, 2 triệu 233 ngàn năm lúc trước, khi ngưng tụ trấn thạch, Thẩm Nghi đã tiêu hao vừa vạn 1 triệu 370 ngàn năm tròn trĩnh, khiến cho nội tình của hắn gần như đã tiêu hao hết, nhưng chỉ trong nháy mắt, nội tình chẳng những đã được đền bù phần tiêu hao, thậm chí còn nhiều hơn chút ít. Còn gì nữa không? Thẩm Nghi thoáng điều chỉnh tâm tư rồi nghi người nhìn về phía nữ nhân kia, thái độ đã ôn hòa hơn lúc trước rất nhiều. Tô Hồng Tụ nhìn xong chữ nhúng máu của thanh niên, lại lặng lẽ liếc mắt nhìn một chút thiện ý lóe lên trong mắt đối phương, bỗng nhiên lại cảm thấy có điều gì đó không đúng nghĩa là người này giấc càng nhiều tâm tình càng tốt cái này không giống như tâm tính của tu sĩ tiên tông huống chi đối phương còn là tông chủ tô hồng tụ muốn nhắc nhở thẩm nghi một câu nhưng lại cảm thấy thân phận của mình không quá thích hợp đành phải lắc đầu nói chắc không còn nữa rồi lúc vị thất long tôn này thiết lập bố cục phục kích đối phương cũng không mượn dùng nhân thủ của long cung chỉ dẫn theo đám đại tướng dưới trướng của nó cùng với yêu ma của mẫu tộc nghĩa là đối với tình huống trước mắt Đừng nói là Thiên Kiếm Tông ra mặt, ngay cả khi sư tôn của nàng đích thân đến, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể trả thù đến nơi đây thôi. Đó là quy củ của Nam Hồng. Chỉ cần thất tử và Long cung còn chưa triệt để rạch mặt với nhau, chưa quyết định liều một phen sinh tử, vậy thì phải làm việc theo quy củ, cự phách hợp đạo cảnh cũng không ngoại lệ. Được. Thẩm Nghi khẽ gật đầu, sau đó thu lại đường cong trên khóe môi, trực tiếp khôi phục bộ dáng bình tĩnh lúc trước. Vất vả lắm hắn mới kéo được lá cờ của Minh Tông, nhưng chỉ đến đây là kết thúc rồi, trong lòng cứ thấy có chút đáng tiếc. Nếu có thể kích động làm cho Thiên Kiếm Tông cùng với Long Cung liều mạng ngươi chết ta sống thì tốt rồi. Nhưng dựa vào thế cục trước mắt, Thẩm Nghi cũng hiểu được vài điều. Đó là dù Nam Hồng thất tử chỉ đối đầu với Nam Long Cung thì hẳn là bọn họ cũng không giành được ưu thế nghiền ép tuyệt đối, huống chi trên thực tế, Nam Hồng thất tử cũng chỉ có 6 người, thiếu đi nam dương tông đã từng là thế lực cường thế nhất khẳng định là thực lực đã bị giảm sút khá nhiều hẳn là tạm thời không nên làm ra loại chuyện tự hủy căn cơ này hơn nữa nếu minh tông thật sự không còn nữa thì khẳng định là nam dương tông cũng không cách nào bảo toàn đi thôi thẩm nghi thu lại ánh mắt thoáng phất tay một cái trực tiếp thu đống thi hài trên đất vào trong nhẫn sau đó lập tức tế ra ô quan phi kiếm cũng không quay đầu mà nhanh chóng biến mất khỏi vùng thủy vực này. Về những tài sản trong điện, Thẩm Nghi không định vơ vét chúng đi, nói gì thì nói yêu cũng là hắn giết, nếu ngay cả vật cũng cầm đi luôn thì chẳng phải toàn bộ trách nhiệm đều bị đổ lên nam nhân Dương Tông hắn sao, tạm thời lỗi lầm này vẫn nên đổ cho Thiên Kiếm Tông sẽ thích hợp hơn, Tô Hồng tụ thoáng giật mình, trong lòng có chút kinh ngạc nàng luôn có cảm giác số lần mình trầm mặc trong ngày hôm nay còn nhiều hơn tổng số lần nàng trầm mặc trong mấy chục năm gần đây cộng lại có phải tốc độ trở mặt của vị thẩm tông chủ này quá nhanh rồi còn nữa đối phương tới đây một chuyến chẳng lẽ chỉ đơn thuần là muốn hưởng thụ khoái cảm giết chốc thôi sao hơi bị vớ vẩn quá rồi ý niệm tới đây nàng lại lắc lắc đầu rồi tùy ý liếc mắt nhìn một đống rách nát bên trong đại điện sau đó cũng cất bước rời đi thân là tu sĩ bạch ngọc kinh trên thế gian này cũng chẳng còn mất thứ đủ sức lọt vào tầm mắt của nàng. Mãi cho đến lúc khi thân hình cả hai người bọn họ đều biến mất khỏi vùng thủy vực ấy, chỉ để lại một tòa đại điện hoàn chỉnh, mùi tanh hung hăng sọc vào trong mũi. Không một ai động tới đống tài bảo ở nơi này, hình như mục đích bọn họ tìm đến chỉ đơn thuần là giết chóc mà thôi, giết xong là đi, khiến cho đám thủy tộc ở xung quanh phải chờ thật lâu sau mới dám đến gần, nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Nội môn, Nam Dương Tông trải qua một đoạn thời gian điều chỉnh thiên yêu quật hiện giờ đã hoàn toàn biến thành một khu bảo địa tu hành với tiên khí bồng bềnh quanh quẩn những nơi nên tu sửa đều đã được tu sửa xong xuôi dưới sự hỗ trợ của dư thị nhất tộc rồi lý thanh phong liên hệ với mấy thế lực bao gồm cả đại càng rồi bắt đầu chọn lựa những người thiên tư trác tuyệt thu nhập vào ngoại môn sau đó chia xuống cho đám chấp sự phản hư tự mình truyền pháp giảng dạy trong khoảng thời gian này quá trình xây dựng thế lực diễn ra khá thuận buồm xuôi gió nhưng đương nhiên vẫn có tin tức xấu và tin tức tốt như thường. Tin tức tốt là lúc ban đầu khi có nhiều thế lực xa lạ như vậy tiến vào trong tông, cả còn lo lắng, không biết có thể xảy ra hỗn loạn gì hay không, cũng may vì thực sự không biết những thế lực này đã từng gặp qua cảnh tượng đáng sợ gì, chỉ biết rằng người nào người nấy đều thành thật, thậm chí khi nhìn thấy dân bản xứ của Nam Dương, dù tu vi của người nọ có thấp đến mấy, bọn họ vẫn tỏ ra khách khí vô cùng dường như bọn họ rất sợ hãi chỉ cần mình tỏ thái độ bất kính một chút thôi là những tu sĩ hóa thần kỳ kia sẽ nhanh chóng móc từ trong mi tâm ra thiên cung tử khí cao mấy tầng, có linh khu pháp gia thân, lại gọi thêm hai bộ linh khôi trợ chiến, còn tin tức xấu là tông chủ mất tích rồi. Ngài có thể nói một câu chắc chắn hay không? Rốt cuộc là khi nào tông chủ sẽ trở về, Lý Thanh Phong đang ở bên cạnh Huyền Thánh. Nếu nói lúc trước gã ở lại nơi này chỉ nhằm mục đích làm cho một nhân này tỉnh táo hơn thì bây giờ gã ở lại nơi này chỉ đơn thuần là cần tìm một người câm bầu bạn cho đối phương lắng nghe bản thân nói lảm nhảm một chút từ đó phát tiết áp lực trong lòng mà thôi thời điểm hiện tại chỉ còn hơn một tháng nữa là đại hội thất tử bắt đầu rồi vậy mà tông chủ đừng nói là hắn chuẩn bị cái gì hiện giờ ngay cả bóng người cũng không thấy bằng không cứ để cho nhóm chấp sự ra ngoài tìm kiếm xem đã trở về rồi Đột nhiên Huyền Khánh lên tiếng cắt ngang mấy lời nói liếu lo không ngừng của đối phương. "Cái gì?" Lý Thanh Phong ngẩng người hỏi lại. "Tông chủ trở về rồi." Huyền Khánh khẽ lặp lại một câu rồi lập tức đứng dậy đi ra ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn về phía hư vô. Trên mặt gã có chút không hiểu, toàn thân đứng nguyên tại chỗ, phản phất như lại một lần nữa biến thành một khúc gỗ rồi. Bởi vì luồng khí tức vừa xẹt qua chân trời kia quá mức khó hiểu thậm chí nó còn khiến vị thiên kiêu từng quét ngang đám đệ tử cùng thế hệ suốt mấy vạn năm như huyền khánh cũng cảm thấy kinh ngạc nghe vậy lý thanh phong vội vàng đuổi theo cũng rời khỏi tổ sư điện hết nhìn đông tới nhìn tây hỏi ở đâu cơ tựa như để đáp lại câu hỏi của gã chỉ trong phút chốc trên màn trời nội môn nam dương tông đã đột ngột xuất hiện một mảng màu đỏ nhạt hoặc nhìn cứ như ráng chiều nhưng cần tiến đến gần ngọn núi kia màu đỏ ấy lại càng thêm nồng đậm mãi cho đến lúc hóa thành một vùng đại dương mênh mông như huyết tương người ta mới nhìn rõ được một tòa đại điện to lớn cao 8 tầng đang đứng sừng sững trong đó. Vô lượng yêu hoàng cung tựa như một thanh kiếm sắc bén, muốn phá vỡ tầng mây kia, hướng thẳng ánh mắt quan sát phong cảnh đang ẩn giấu đằng sau tầng mây dày nặng ấy. Là thật sao? Huyền Thánh nỉ non một câu, chợt nhanh chóng lấy lại tinh thần. Gã thất thần như thế vì vừa rồi đã cảm ứng được khí tức phản hư hậu kỳ. Chỉ thấy từng luồng tử khí không chứa một chút tạp sắc đang nhẹ nhàng bay bổng bên trong tòa đạo cung màu đỏ tươi ấy, tự khí thuần túy như vậy đã khiến người bên ngoài không khỏi dừng bước theo bản năng ngay sau đó âm thanh răng rắc răng rắc truyền khắp nội môn nam dương tông chỉ thấy sáu cây cột đá to lớn vừa được dựng lên ngay giữa hư không lớp vỏ đá bên ngoài nhanh chóng bong ra từng mảnh để lộ bức phù điêu yêu ma trong cực kỳ sống động bên trong mỗi một con đều hung ác vô cùng tựa như trong tay nắm giữ năng lực dời sông lấp biển những tu sĩ gia nhập nam dương tông không lâu ví dụ như nhóm cung phụng của thủy nguyệt thương minh còn có thể nhận ra không ít khuôn mặt quen thuộc từ trong nhóm tượng đá ấy dù sao bọn họ cũng là tu sĩ phản hư hậu kỳ chính là những nhân vật có uy tín danh dự ở bên ngoài nhưng giờ phút này gương mặt ai nấy đều biến sắc bởi vì những cây đạo trụ do tông chủ quan tưởng ra kia đều là đám đại yêu đỉnh cấp hung danh hiển hách trong nam hồng lúc trước mỗi một con trong nhóm này đều đủ sức làm cho thế lực bên ngoài tiên tông phải ầm ầm rung chuyển bọn họ khó mà tưởng tượng nổi lại có tu sĩ lựa chọn quan tưởng mấy thứ này hơn nữa đối phương còn có thể ngưng tụ chúng một cách rõ ràng như thế, ngay cả từng chi tiết nhỏ nhất trên lân phiến cũng giống nhau như đúc. Thực sự khiến người ta hoài nghi, không biết có phải tông chủ đã thừa dịp bọn chúng ngủ rồi ghé vào trên người bọn chúng quan tưởng hay không lá gan này cũng hơi lớn quá rồi. Tiếng răng rắc càng thêm kịch liệt ấy lại nhanh chóng diễn biến thành tiếng nổ vang như chuông đồng. Sau khi lớp vỏ đá hoàn toàn tróc ra, được sáu cây đạo trụ trụ nhất phẩm chống đỡ, vô lượng yêu hoàng cung lại đột nhiên đắp thêm một tầng nữa lên trên. Vì vậy, tiếng vù vù vừa nãy đã hóa thành tiên nhạc vang vọng chân trời. Tựa như trong mây mù đang có tiên hạt dạo bước, thậm chí còn có một vùng mây tím dày đặc dâng lên ở phía cuối màn trời màu đỏ tươi, chậm rãi trôi về phía yêu hoàng cung đồ sộ. Phù Huyền Khánh nhắm mắt lại Phản hư tầng chính vẫn là thiên cung, bởi vì cả thiên địa đều ăn mừng về chuyện đó. Trước ngày hôm nay, đây vốn là truyền thuyết chỉ thuộc về một người trong Nam Hồng Thất Tử nhưng từ giờ trở đi phần vinh hạnh đặc biệt này đã không còn thuộc về huyền thánh nữa dù đã sớm đoán trước được điều này lại cộng thêm bản thân đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng không ngừng rèn luyện tâm tính nhưng đến thời điểm đón nhận tình huống trước mắt huyền thánh vẫn cảm nhận được một tia hụt hẫng mất mát nhưng trong nháy mắt khi chút hụt hẫng ấy biến mất một loại cảm giác kích động mãnh liệt lại đột ngột lan tỏa từ bên trong thân gỗ kia ra ngoài nam dương tông sống rồi nếu không phải bản thân đã ngồi bất động quá lâu, thì giờ phút này khẳng định là Huyền Khánh đang có xúc động muốn bật ra một tiếng thét dài. Mười vạn năm tra tấn, chuyện khiến Huyền Khánh ngày nhớ đêm mong, ngày suy đêm tưởng, chỉ đơn thuần là có thể trở lại một ngày trước khi bản thân đột phá phản hư viên mãn, cố gắng kiềm chế nỗi xúc động trong lòng, để kiên định thêm một chút khi bước đi trên con đường tu hành này, để không đi trêu chọc những mầm tai vạ kia nữa. Sau đó, gã sẽ cẩn thận dẫn dắt nam dương tông từng bước từng bước tiến lên nhưng năm tháng đã trôi làm gì có cơ hội đảo ngược gã chưa bao giờ nghĩ tới tình huống này chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân vẫn còn có thể tận mắt nhìn thấy nam dương tông một lần nữa sống lại hơn nữa được luồng tử khí do gã dâng lên tăng phúc con đường của tông chủ sẽ còn vững chắc hơn gã năm đó rất nhiều hắn có thể đứng lên thay thế gã cũng có thể thỏa mãn được tâm nguyện của gã Điều duy nhất khiến Huyền Khánh có chút ghen ghét chính là cảnh tượng thiên địa ban tặng hôm nay còn hoành tráng hơn nhiều so với thời điểm gã đột phá phản hư tầng chính lúc trước. Nghĩ tới đây, Lý Huyền Khánh chợt cười cười. Huyền Khánh cả đời liêm khiết, không có gì đáng giá để chúc mừng, chỉ còn lại bộ thân thể tổn hại này. Bỗng nhiên một nhân lên tiếng, làm cho Lý Thanh Phong vốn đang đờ đẫn bên cạnh bỗng nhiên cảm thấy không ổn, gã lập tức theo bản năng xoay đầu lại nói, tiền bối, ngài, quả nhiên, thân thể huyền thánh đã bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh tới cực điểm. Hôm nay ta muốn dùng bộ thân thể tổn hại này để trải đường cho đại đạo của chủ nhân Nam Dương Tông ta, tiếng nói vừa dứt, một luồng tử khí lại một lần nữa bị tách ra bên ngoài cơ thể. Nhưng so với mấy lần trước, động tác lần này của Lý Huyền Khánh rất chậm, cũng càng thêm gian nan, giống như đang rút ra một tia sinh cơ cuối cùng của mình vậy. Dù khuôn mặt nọ vốn được điêu khắc từ gỗ, nhưng người ta vẫn có thể nhìn thấy nỗi thống khổ hằng lên rõ ràng, thậm chí dùng mắt thường cũng có thể thấy được. Ngươi làm vậy thật ư? Đồng tử trong mắt Lý Thanh Phong đột nhiên co rút lại, gã mạnh mẽ nhào tới, đè Lý Huyền Khánh ngã xuống đất. Gã vốn là một người trong nhóm dân bản xứ của Nam Dương đi theo Thẩm Nghi sớm nhất, trong lòng cũng hiểu, tông chủ có thể dành được khoảng thời gian trưởng thành lâu dài như vậy, rốt cuộc là vì ai đã đứng ra trợ giúp. Mà theo những gì gã hiểu biết về Thẩm Nghi, nếu trong tình huống đã biết rõ tình hình đối phương tuyệt đối sẽ không tiếp nhận thứ này nhưng trong nháy mắt khi chân chính đè huyền khánh xuống đất đầu ngón tay của lý thanh phong cũng bắt đầu run rẩy gã chỉ là một tu sĩ hóa thần cảnh có thể đè một tu sĩ phản hư cảnh ngã xuống đất ư bản thân loại chuyện này nghe đã thấy cổ quái tới cực điểm rồi bởi vậy quá trình kia vẫn tiếp diễn những luồng tử khí kia trực tiếp xuyên qua thân thể lý thanh phong nhanh chóng lan tràn về phía sau lưng gã đúng vào lúc này một cơn gió nhẹ lại cuốn tới từ phía chân trời nó mang theo mấy luồng tử khí vừa mới chui ra cẩn thận rót chúng vào bộ thân thể bằng gỗ của lý huyền khánh ngay sau đó bên tai hai người bọn họ chợt vang lên giọng nói bình thản quen thuộc kia tấm lòng của ngươi ta nhận lý huyền khánh nằm trên mặt đất trầm mặt thật lâu cuối cùng trên mặt lại để lộ ra một tia nóng nảy đây vốn là thần thái mà từ lúc trở lại nam dương đến giờ gã vẫn chưa từng biểu lộ trước kia cảm nhận mà gã mang đến cho người khác chính là một huyền khánh vĩnh viễn luôn giữ được dáng vẻ ôn hòa mà bình tĩnh của mình dường như người này vốn không hề biết cáu giận bởi vì ngay cả khi lý thanh phong suốt ngày nói lảm nhảm bên tai gã cũng chưa bao giờ trách mắng đối phương một câu nặng lời có lẽ tất cả mọi người đều đã quên lý huyền khánh từng là người cùng vọng đến cỡ nào huyền khánh khẽ thở dài một hơi sau đó thấp giọng nói những gì nên nhìn thấy đều đã nhìn thấy ta thật sự sống đủ rồi chuyện trong lòng luôn mong đợi đã phát sinh, nếu còn tiếp tục sống tạm, thì ngoại trừ ra tấn chính mình, căn bản không có ý nghĩa. Nghe đến đây, cơn gió nhẹ phía chân trời cũng thoáng trầm mặt trong khoảnh khắc, lại lập tức nhẹ giọng nói, ta vẫn chưa được nghe chuyện xưa của ngươi, lại nhẫn nhịn thêm một chút nữa đi. Lời này vừa nói ra, đột nhiên Lý Thanh Phong cảm nhận được bộ một nhân dưới thân thoáng run rẩy một cái, ti chất phát trong đôi mắt kia cũng lập tức bị nỗi sợ hãi và phức tạp phủ kín hơi thở của huyền thánh đột nhiên chuyển thành nặng nề. Gã vừa chợt phản ứng lại một việc. Hình như thẩm nghi cũng không phải là thiên địa rủ lòng thương xót, sau đó trả lại một huyền thánh khác cho Nam Dương Tông, mà hắn vốn là một vị tông chủ tâm tính trầm ổn, thiên tư tuyệt thế, đủ khả năng để một lần nữa dẫn dắt Nam Dương Tông đi lên. Hắn không phải là huyền thánh thứ hai, hắn là thẩm nghi, độc nhất vô nhị. Một tu sĩ chỉ vừa đạt tới phản hư trung kỳ đã dám đi chém giết đại tướng của Long Cung, còn ngông cuồng hơn cả huyền khánh năm đó. Trên đỉnh núi nội môn Nam Dương Tông, thẩm nghi thu hồi thần hồn, hắn tương đối tham lam, hơn nữa thứ hắn tham nhất chính là sống sót, chính là không muốn chết. Nhưng không muốn chết lại không đồng nghĩa với sợ chết. Hắn hy vọng, dưới tiền đề có thể đảm bảo bản thân còn sống, cũng thuận tiện trợ giúp những người từng biểu hiện ra thiện ý với mình có thể cùng sống sót. Nhưng nắm lấy thứ này, lại quá bỏng tay thẩm nghi khẽ lắc lắc đầu sau đó đưa mắt nhìn về phía chân trời một chút bất đắc dĩ vừa lướt qua đôi mắt trong suốt ấy đại khái là lần trước vào thời điểm thiên địa ban tặng tử khí dù quá trình kia còn chưa chấm dứt nhưng hắn đã công khai chặt đứt tử khí ở trên người mình rồi nên lần này rõ ràng là thiên địa cố ý muốn bù đủ phần phần mặt mũi lần trước đã thiếu mất nên đến tận bây giờ bài tiên nhạc chúc mừng vẫn còn chưa kết thúc nhìn bụng dạ hẹp hòi kia xem hệt như đầu óc có bệnh vậy May mắn là lần này hắn không lựa chọn lâm trận đột phá, thời gian vẫn khá là dư dả. nếu không kiểu gì hắn cũng không thể tránh được, sẽ phải mặc kệ mặt mũi của nó, chặn đứng quá trình này thêm một lần nữa. Sáu cây đạo trụ này, hắn đã dùng mấy tên đại tướng phản hư tầng 12 của quy quân lúc trước để xây nên. Ngoài ra, hắn còn thu hoạch được ba con đại yêu ở chỗ của mẫu tộc Kha Lão Thất, chúng hoàn toàn có thể ngưng luyện thành trấn thạch nhất phẩm đỉnh cấp. Đã đủ rồi. Thẩm nghi lại nhìn về phía đạo cung, nếu tính luôn cả ô tuấn và nhục dực tàm trùng, thì nói thật, hắn có nắm chắc cực lớn để một hơi đúc thành cảnh giới phản hư tầng 10, hơn nữa xác suất lớn vẫn đạt đến thiên cung, nhưng hắn lại không gấp gáp. So với trực tiếp đột phá thì tạm thời hai con đại yêu này vẫn còn có thể phát huy ra tác dụng càng lớn hơn. Nghĩ đến đây, thẩm nghi lại gọi ô tuấn ra, sau đó lấy ba bộ thi thể, theo thứ tự là hai con kim văn quy đại tướng phản hư viên mãn, cùng với lão rùa đen có thể sánh ngang với bạch ngọc kinh kia. Sau khi tâm thần khẽ động, ba bộ yêu thi cường hãng ấy nhanh chóng hóa thành biển máu, được hắn rót vào trong cơ thể ô tuấn, lực lượng huyết mạch nồng đậm trong đó làm cho người ta nhìn mà phát khiếp. Thông qua hồi giao thủ giữa đạo tử thiên kiếm tông và thủy tộc, hoàn toàn có thể nhìn ra, dù cùng là bạch ngọc kinh, nhưng chênh lệch giữa hai bên vẫn cực kỳ rõ ràng. Nếu để Tô Hồng Tụ thành công mở ra tòa tiên thành thứ hai, chỉ sợ nàng hoàn toàn không cần đến hắn, vẫn có thể dễ dàng chém giết toàn bộ đám yêu ma đương trường. Có lẽ sau khi ăn mấy bộ yêu thi này, ô Tuấn cũng có thể gia tăng tới cấp độ tương tự, trong lúc ô Tuấn đang hấp thu yêu thi, thẩm nghi lại gọi con nhục dực tàm trùng kia ra, cùng với thi thể đông đúc của đám đồng tộc nó. Mặc dù chất lượng kém hơn rất nhiều, nhưng số lượng hoàn toàn lớn áp. Đây mới là, dốc hết lực lượng toàn tộc, nuôi dưỡng một vị tuyệt thế thiên kiêu theo ý nghĩa chân chính của nó hai bức trấn thạch một trái một phải, trực tiếp bảo hộ bên cạnh thẩm nghi, bọn họ đều ngồi xếp bằng, lặng lẽ hấp thu lực lượng huyết mạch mênh mông. Ngày đêm luân chuyển, đợi cho đến khi mặt trời mọc, rốt cuộc ô tuấn cũng mở mắt, dục dực tàm trùng theo sát phía sau, dù thân thể là trấn thạch, nhưng toàn thân cả hai vẫn có yêu khí đang lặng lẽ tràn ra. Thực lực của cả hai tương đương. Đó là một loại yêu khí khủng bố mà thẩm nghi chưa từng trông thấy. Nếu đạo tử thiên kiếm tông mở ra hai tòa tiên thành, các ngươi có thể thắng được nàng hay không? Thẩm Nghi nghiêng đầu nhìn lại, trong câu hỏi có mang theo vài phần tò mò. Chẳng qua tình huống tiếp theo lại khiến hắn có chút ngoài ý muốn, bởi vì vừa trải qua loại gia tăng to lớn như thế nhưng hai con yêu vật này vẫn có thể duy trì sự tỉnh táo như bình thường. Sau khi chúng thoáng suy nghĩ một lát, mới có chút chần chờ nói: "Hồi bẩm chủ nhân, nếu cả hai chúng ta hợp lực, hẳn là sẽ có 20% chiến thắng." Chênh lệch nhiều như vậy sao? Thẩm nghi có chút ngoài ý muốn hỏi. Ô Tuấn ngậm miệng lại, trong lòng có chút xấu hổ, cuối cùng vẫn là con nhục dịch tàm trùng có kiến thức tương đối uyên bác, tỏ vẻ hề mọn nói, chủ nhân có điểm không biết, tuy cùng là một tòa thành nhưng loại đạo binh lấy ra lại khác nhau một trời một vực. Giống như tô hồng tụ kia, thời điểm nàng còn dừng tại ở phản hư cảnh đã từng đúc thành bảy tầng thiên cung, vì vậy, thứ nàng lấy ra từ trong long hán đại thành chính là hồng mông thiên binh. Tuy ta cũng không biết nàng có thể lấy ra thứ gì từ trong xích minh thành, nhưng ít nhất cũng là thanh loan tiên binh đây vốn không phải thứ mà nhóm tu sĩ bạch ngọc kinh bình thường khác có thể so sánh được nếu là loại tu sĩ bạch ngọc kinh mở ra hai thành bình thường chỉ có thể cầm được linh binh tới chiến đấu thì một mình ta cũng có thể đối phó được nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha